đánh giá là mang tính nhân văn cao, được trung tâm thực hiện là đào tạo cấp giấy phép lái xe miễn phí cho người khuyết tật. Trong điều kiện người học ít, nguồn vốn đầu xe đào tạo riêng cho người khuyết tật lớn, ông Trần Văn Toàn đã nhiều lần sang Hàn Quốc để tìm hiểu kinh nghiệm đào tạo lái xe cho người khuyết tật, đầu tư mua thiết bị và phối hợp với các chuyên gia Hàn Quốc lắp đặt, hoán cải một số xe đào tạo, sát hạch đặc thù cho người khuyết tật. Không thể không hồi tưởng lại thời điểm khi đưa ra các đề nghị trên, nhiều người, trong đó có cả các cơ quan quản lý chưa thực sự quan tâm, thậm chí còn có những ý kiến phản đối một cách cực đoan. Vì mục tiêu xã hội, vì một chủ trương mang tính nhân văn, ông Toàn đã kiên trì chứng minh, bảo vệ quan điểm của mình. Và cuối cùng, trước sự bức thiết của xã hội, ủng hộ của dư luận, các đề nghị này đã được tiếp thu, Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận và cho phép triển khai. Chúng tôi trải qua rất là nhiều trường và cơ quan chức năng, và cuối cùng chúng tôi được sự giúp đỡ của Sở Giao thông Bắc Ninh và đặc biệt là trường Đông Đô đã giúp chúng tôi được tọa nguyện, được cấp chiếc bằng B1 cho dành cho người khuyết tật. Cảm xúc của chúng tôi khi được cầm tấm bằng trên tay, cảm xúc như vỡ hòa. Cá nhân tôi và tất cả những người khuyết tật là rất là vui mừng. Đến được Đông Đô, mặc dù cũng tương đối xa Hà Nội, nhưng mà được các anh chị em rồi từ ông chủ tịch hội đồng quản trị đón tiếp rất là bình đẳng. Như những người khác, các bạn có thể nhìn thấy đây là rất là nhiều người bình thường đến tham gia được lấy bằng lái xe, nhưng tuy nhiên cũng có một bộ phận không nhỏ những người khuyết tật đang tiến hành để được đào tạo và lái xe tại đây. Nơi thì mình cũng nhìn thấy một cái bức tranh tươi sáng dành cho những cái câu chuyện về mặt hòa nhập. Và vì người khuyết tật ấy, thì cái vấn đề giao thông là cái vấn đề rất là thiết yếu mà để cho họ có thể tham gia đầy đủ mọi mặt trong xã hội. Với cái nội dung của những người khuyết tật học lái xe như hiện nay ấy, thì cơ bản là trong cái quy định thông tư 12 cũng như thông tư 14 của Bộ Y tế đã đưa ra cái việc mà cho một số đối tượng theo quy định về cơ xương khớp được học lái xe. Thì tôi cũng mong muốn rằng là qua những quá trình vừa qua cũng là cái tiền đề để đánh giá sau 1 năm, 2 năm để đánh giá được cái việc mà họ tham gia có an toàn hay không. Và qua đây thì cũng sẽ làm cái việc mà các cơ quan quản lý nhà nước sẽ điều chỉnh cho phù hợp với những cái dạng đa dạng cái người khuyết tật hơn nữa.